Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có mặt ở đây cùng với anh Sinh ạ. Vâng, em chào anh. Đấy thì anh Sinh là chủ nhà và cũng là chủ đầu tư của một căn công trình biệt thự 2 tầng dạng hiện đại mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã thiết kế cho anh vào năm 2018 tại khu vực xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đó thì công trình này thì anh Sinh có thể giới thiệu cho mọi người biết là công trình mình có diện tích như nào không anh? Công trình ở nhà đây là một chiều 12 mét, một chiều 12 mét, chiều 13 mét. Đấy thì công trình này nhà mình là thi công được mấy tháng rồi anh? Từ Tết đến giờ cũng vào 8 tháng rồi, và công trình đã được hoàn thiện như phần sau lưng phía của tôi đấy ạ, rất là đẹp. Rồi thì anh cho em hỏi thăm là trong quá trình thi công thì các bác thợ có thắc mắc gì về cái bộ bản vẽ mà bên em đã thiết kế cho anh không? Không, nhưng mà mấy anh đã làm cũng đúng theo bản vẽ mà cũng không có gì thay đổi, tất cả đều tuân theo các trong bản vẽ như nào là đúng như thế. Đấy thì trên tay tôi là cái bộ bản vẽ mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho anh Sinh ở đây. Thì trong quá trình thi công có nhiều người đến hỏi thăm bộ bản vẽ nhà mình không? Cũng nhiều đấy. Cũng nhiều đấy. Đấy. Thì quan trọng là anh cho em hỏi là anh sau cái thời gian thi công xong cái công trình nhà mình đấy cũng sắp đến giai đoạn hoàn thiện xong rồi, thì anh có thấy hài lòng về cái bộ bản vẽ mà bên em thiết kế cho nhà mình không? Rất hài lòng. Đấy, về các cái đấy thì qua chia sẻ của anh Sinh thì mọi người đã cảm thấy về cái độ phục vụ cùng với những cái công trình mà thực tế của chúng tôi thiết kế và thi công ra như này, thì mời mọi người cùng chúng tôi và anh Sinh vào tham quan cái căn nhà nhà anh nhé. Để anh cho em xin phép và xem. Đấy thì mời mọi người cùng vào xem. Thì nhà anh là đang hoàn thành nốt những cái công đoạn cuối về cái phần hàng rào tường xây phía bên ngoài, và bên trong thì hoàn thiện gần hết rồi, đang chờ sơn vào cửa thôi. Đấy, ok. Thì mời các bạn cùng ngắm qua để hình dung rõ về cái phần mà chúng tôi thiết kế cho nhà anh tại đây, và cùng ngắm xem cái công trình nó lên thực tế như nào. Đấy thì thiết kế cho anh Sinh tại Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định. Thì anh là một người là có chủ doanh nghiệp đang kinh doanh trứng và gà tại đây. Đấy thì đây là cái phối cảnh bên ngoài mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho anh, với hai sảnh chính, là một sảnh chính phía trước và một sảnh phụ ở đây. Đấy, hai sảnh, sảnh đằng này nhìn ra phía ao, và sảnh này là sảnh mặt tiền đằng chính. Thì đây là phối cảnh công trình của một mặt của công trình này. Thì đây là mặt thứ hai. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Ở đây chúng tôi có những cái bức tranh trang điểm ở đây, thì gia chủ sẽ làm đúng y hệt như thế luôn. Đấy, thì đấy là cái phần 3D của công trình nhá. Thì mời mọi người cùng ngắm cái phần bên ngoài của công trình ạ. Đấy, đây là phần bên ngoài của công trình. cái ngói màu xanh này anh lại ngói màu đỏ. Cái màu xanh thì bắt đất vít thì bảo tôi chuyển sang cái này thì dây nó ấy hơn. Đấy, nó chắc chắn hơn nên là cũng không lật lắm được sao. Đấy, dùng vít nó vẫn chắc chắn hơn nha. Vít vào, nhưng mà của anh là xào của anh là gỗ nhưng nó là khác. Là dùng xào gỗ thép, dùng vít nó sẽ đẹp hơn nhiều. Cái theo nhiều người bảo là cái đây thì bức tranh này anh có thể giải thích cho mọi người biết không? Em thấy bức tranh này nó khá là bóng này, đứng là nhìn nó quá là bóng này, đẹp, sáng, cảm giác rất là mới. Thì anh cho bọn em biết là chất liệu của nó. Bức tranh này thì chất liệu của họ là in 3D, trực tiếp lên gạch men và tráng kính, bọc kính bên ngoài để cũng chống nó bền màu, và lại nữa là cũng chọn những bức tranh này để cho nó có một cái khi có người từ bên ngoài vào là người ta nhìn thấy cái bức tranh này nó có cái suối, cái rồi thác nước thì nó cảm giác nó gì đó nó mát mẻ. Rồi. Và cái quang cảnh của nó cũng nhiều cái ý nghĩa. Rồi. Đấy thì các bạn nhìn thấy bức tranh ấy, nó cảm giác nó khác hẳn đi và nó rất là sáng nhá, nhìn ở đây rất là sáng nhá. Đấy ạ. Đấy thì toàn bộ được tráng kính phía bên ngoài. Thì ở đây thì xung quanh nhà anh là được trồng những cái cây cau rất là đẹp. Chỉ còn cái cây ngoài này là cây mua đúng không anh? Đấy, cây đấy cây mít. Vâng, mua đúng không? Đấy, rất là đẹp. Và ở đây anh có sảnh chính nhá. Đây là khu vực sảnh chính của công trình này. Thì sảnh này cũng khá là rộng. Và bước lên 3 bậc, các cái chi tiết trang trí cũng là được trang trí kiểu đơn giản nhưng mà rất là nổi bật cho cái cột nhà của chúng ta. Đấy thì đây là cái sảnh chính. Và bên cạnh sảnh chính thì chúng ta sẽ có thêm một cái sảnh phụ. Còn cái sảnh phụ này là sảnh phụ để nhìn ra khu vực phía đằng ngoài ao. Đấy, rất là thoáng cho công trình của chúng ta, nhìn ra hẳn ngoài ao phía đằng ngoài này nha anh. Và bên cạnh cái sảnh phụ thì vẫn có một cái khu vực là uống nước, uống trà hoặc ăn cơm thông bên phía phòng bếp. Đấy, thì nhà anh là toàn bộ 3-4 mặt là rất là đẹp và sáng. Thì toàn bộ ở đây thì sau anh sẽ xem màu sáng sứ ở cái phần này và các cái chi tiết trang trí thấy các thợ trang trí cũng là trơn tru đấy, nhìn nét. Đấy rồi các cái vị trí trang trí phần bên trên. Đây thì nhà anh là được trang trí 3 mặt, 4 mặt tiền luôn. Và đấy tại vì 4 mặt nhà anh đều phải que hết. 2 mặt kia là 2 mặt đường rồi, 2 mặt trong này là mình hay nhìn. Đấy các chi tiết trang trí nó cũng có cái gờ phân tầng từng tầng ra đấy. Và sau nó sẽ nổi lên. Sơn vào nó nổi lên. Ok, nên mời các bạn cùng vào bên trong xem cái công năng ở bên trong nhà anh được bố trí như thế nào nhé. Thì, giới thiệu với mọi người đây là cái công năng bên trong của công trình thì chúng tôi sẽ cho mọi người xem về cái công năng bên trong. Đây là cái mặt bằng công năng bên trong mà chúng tôi đã bố trí cho anh. Thì bên trong nhà mình gồm 1 phòng khách này, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và ăn cùng với 2 nhà vệ sinh cùng với cầu thang. Đó thì đây là cái 3D diễn họa cho công trình. Tôi sẽ giả cái phần nội thất. Được rồi. Đây cái mặt bằng nội thất đây. Đấy, bố trí nội thất cho anh. Thì anh sẽ kê bàn ghế ở khu vực này cùng với phòng thờ ở khu vực phía đằng này, bàn ăn và chỗ nấu ăn ở đây cùng với các cái vị trí kê giường ngủ ở đây. Mời mọi người cùng vào xem nhé. Đây là toàn bộ cái công năng ở bên trong ngôi nhà. Thì ở bên trong ngôi nhà này là sau cái này vẫn là phòng thờ anh nhỉ? Đây phòng thờ. Dạ. Phòng thờ kê bàn ghế. Dạ. Đấy thì phòng thờ ở đây rất là sáng này, phòng thờ được lấy ánh sáng bởi cái cửa sổ rất là lớn ở phía đằng trước cùng với cái hệ ánh sáng từ hai sảnh để lấy ánh sáng vào khu vực phòng khách và khu vực phòng thờ. Cái này thì nó rất là rộng. Đây là anh đứng cho mọi người rõ hơn về cái góc. Đấy, đứng ở đây thì lấy ánh sáng từ ba nơi nào anh nhỉ? Sáng. Thì tôi sẽ cho mọi người biết về cái diện tích toàn bộ khu vực này. Thì diện tích của các phòng này nó rơi vào 33m2, cả khu vực phòng thờ và khu vực phòng khách này là 33m2. Lấy ánh sáng từ mọi mặt. Ok, mời các bạn cùng sang xem công năng tiếp theo nhé. Ở đây là khu vực phòng hang. Đấy, khu vực phòng hang này thì được kết nối với khu vực phòng khách. Đấy, rất là rộng, nhiều công trình từ lên đến tận trên. Và cái sau phòng hang là khu vực phòng bếp. Đấy thì bên trong đây là cái khu vực phòng bếp của nhà anh. Phòng bếp này rất là rộng và được ốp toàn bộ cái mặt gạch xung quanh lên trên cao. Và phòng bếp và ăn này là diện tích là 28m2, rất là rộng, có một cửa sổ to ở khu vực phía bên kia và nấu ăn ở khu vực đấy, cùng với một cái cửa để đi ra cái khu vực phía bên ngoài. Sau khu vực này sẽ là khu vực chủ yếu cho anh để ăn rộng ở phía bên ngoài và nấu ăn ở phía bên ngoài này nhé. Nhìn ra ngoài rất là thoáng và rộng. Ok. Đây là cái chi tiết trang trí trụ cầu thang của mình. Sau thì mình sẽ làm trụ cầu thang to này và dùng gỗ con song. Ở đây là cái phòng ngủ đầu tiên của nhà mình. Thì phòng ngủ đầu tiên này với diện tích là 3m2, có một cửa sổ ở khu vực phía đại vườn và toàn bộ là gạch ốp lên trên nhà cùng nét. Và cửa sổ này thì sẽ có thể nhìn ra khu vực phía bên ngoài, trồng những cái cây này anh cũng mạnh hết ở đây nhỉ. Rất là đẹp. Đây quy hoạch từng loại cây ở phía bên ngoài này rồi, trồng theo hàng theo lối, sau lớn lên rất là thoáng, trồng cây luôn, quy hoạch luôn. Tiếp theo là ở cạnh đây thì có phòng ngủ, có vệ sinh khép kín này nhỉ, phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Phòng ngủ này tổng diện tích là 19m2, 18m2, 18,5m2. Thì phòng ngủ khép kín này thì có 2 cửa sổ lấy sáng cho công trình và nhà vệ sinh khép kín là hàng liền nên nhà vệ sinh bên cạnh. Đó, đây là phòng vệ sinh khép kín của anh. Thì phòng này cũng được vát gạch chống trơn và nền thấp hơn so với nền nhà 5 phân. Xung quanh đi lại này chưa mà cửa sổ là thích. Đấy. Và nằm phía bên ngoài là một cái vệ sinh chung. Tắm ở bên ngoài này, vệ sinh đá không, cắt bớt cái bên này đi. Đấy là bên trên có ngăn xét. Sau mặt cầu thang này là mình dùng mặt gỗ hết đấy. Mua cái này thuê sau rồi nhỉ? Đây là mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 nhà anh. Thì tầng 2 nhà anh là ở đây gồm 6 phòng ngủ anh nhỉ? 5 phòng ngủ. 5 phòng ngủ. Đấy, ở đây nhà anh gồm 5 phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung ở đây. Đó, thì mời các bạn cùng vào tham quan ở đây nhé. Mình bước lên tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng sinh hoạt chung rộng rãi ở phía bên ngoài này. Thì phòng sinh hoạt chung này gần như là cái khoảng dưới nó thẳng lên thôi, đấy, rất rộng và thoáng, mình đi vào này tuyệt vời luôn. Những cái cột ở trên tầng 2 đến cột tầng 1 rất là đẹp, cảnh này rất rộng ra. Ở đây có thể ngắm được ra xung quanh, kể cả phía đằng trước. Đó là ở phía bên đằng trong này là một phòng ngủ rồi. Phòng ngủ ở đây là 14,9 m². Phòng ở bên trong này thì có cửa đi khá rộng và toàn bộ dùng gỗ nhé. Ở đây thì có hai cửa sổ và hai khu vực ánh sáng khác nhau. Ưu tiên ánh sáng cho toàn bộ khu vực phòng ngủ. Thì mời các bạn cùng sang xem phòng ngủ bên cạnh. Phòng ngủ bên cạnh này thì nhỏ hơn, với diện tích khoảng gần 3 m². Phòng ngủ này là phòng ngủ ở giữa, chỉ có một cửa sổ thôi. Tiếp đến là một phòng ngủ tiếp theo, cũng gần 13 m², có khu vực cửa sổ luôn đây, hai cửa sổ. Ok. Thì ở chính giữa khu vực này chúng ta có một cái hai cái nhà, một nhà tắm, một nhà vệ sinh ở hai bên, và ở khu vực giữa là trang trí. Tay uống giữa là trang trí. Cái này là một cái phòng ngủ nhé. Phòng ngủ đây trên 13 m². Ta đây không làm cửa sổ to này. Phía tây nóng không? Đấy, ở đây có hai cửa sổ hai bên. Có cái ao này rộng sướng nhỉ? Về cái ao. Cô xin thấy về phòng 4 năm ở phía trước này. Đấy là ok, mình sang tiếp. Đây là một phòng ngủ chung là nằm ở bên cạnh khu vực sảnh đây, cũng có hai cửa sổ. Và đây là cái bức tranh mà anh trang trí điểm cho khu vực cầu thang của chúng ta là ở bên trong nhà. Nhưng mà nhìn cái bức tranh này là không được, nhưng mà cái đèn là cái ngoài giá khác nhau không anh? Giá khác nhau cũng tầm 200.000. Vâng, nhìn rất đẹp. Ok, còn phía bên trên đây là cái ở đây có khu vực tiếng trời ở bên trên, tiếng sáng có khu vực cầu thang đấy, của tiếng trời. Ở trên này là cái khung, ở trên này là một tí của sơ cơ ở bên trên. Thì ở bên đây có một cái sơ cơ. Đấy, sân cơ, và đây chắc hẳn là cửa mở ra cách nước. Ok. Còn bên trong này là được trang trí các máy phòng. Máy phòng trên này có được dụng để đồ các thứ. Và đây là anh dùng toàn bộ hệ thống bằng gỗ nhé. Gỗ đây. Gỗ mà. Ngoái là gần như là cách riêng của quyền. Vâng. Ok. Đấy, vậy là các bạn vừa tham quan xong về cái phôi cảnh phía bên ngoài. cùng với cái nội thất bên trong, cái không gian bố trí phòng bên trong căn nhà của anh Sinh tại khu vực Vụ Bản Nam Định. Thì nếu các bạn có cái nhu cầu mà cần tư vấn hoặc là tham khảo về thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi sẽ làm tư vấn về thiết kế lẫn thi công các cái công trình mà nằm trên 63 tỉnh thành. Hoặc nếu các bạn có cần tham khảo nhiều cái mẫu thiết kế tiếp theo thì hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái mẫu video chia sẻ về mẫu nhà đẹp để các bạn có thể rút ra nhiều cái kinh nghiệm về cái quá trình xây và thiết kế nhà cho nhà của chính mình. Đấy, vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video chia sẻ tiếp theo về cái mẫu nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.